Alo, cậu đang ở đâu thế Hùng? Sao giờ vẫn chưa đến? Mọi người đến hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy. Xin lỗi cậu, tại tắc đường quá, vì đường này mới có tai nạn xong. Nhưng tớ sắp đến rồi, mọi người cứ khai thực dần đi là vừa. Dù sao thì cậu cũng sắp đến rồi, mọi người sẽ đợi cậu mà, yên tâm đi. Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn mọi người, tớ sẽ đến ngay thôi. Alo, cậu đang ở đâu thế Hùng? Sao giờ vẫn chưa đến? Mọi người đến hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy. Xin lỗi cậu, tại tắc đường quá, vì đường này vừa có tai nạn xong, nhưng tớ sắp đến rồi. Mọi người cứ khai tiệc dần đi là vừa. Dù sao thì cậu cũng sắp đến rồi, mọi người sẽ đợi cậu mà, yên tâm đi. Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn mọi người. Tớ sẽ đến ngay thôi. Alo, cậu đang ở đâu thế Hùng? Sao giờ vẫn chưa đến? Mọi người đến hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy. Xin lỗi cậu, tại tắc đường quá, vì đường này mới có tai nạn xong. Nhưng tớ sắp đến rồi, mọi người cứ khai thực dần đi là vừa. Dù sao thì cậu cũng sắp đến rồi, mọi người sẽ đợi cậu mà, yên tâm đi. Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn mọi người. Tớ sẽ đến ngay thôi. Nghe nói cậu sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, có thật không đấy? Cậu lại nghe tin vịt ở đâu ra thế? Thì anh trai cậu nói vậy mà. Anh ấy nói cậu sắp lấy chồng rồi. Chồng của cậu chính là bạn thân học cùng lớp anh ấy. Vậy mà cậu cũng tin được à? Đang lo học còn không xong đây mà chồng con cái gì chứ? Ừ thì biết đâu được. Vậy tớ mới phải hỏi lại cậu đây này. Nghe nói cậu sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, có thật không đấy? Cậu lại nghe tin vịt đấy ở đâu ra thế? Thì anh trai cậu nói vậy mà. Anh ấy nói cậu sắp lấy chồng rồi. Chồng của cậu chính là bạn thân học cùng lớp anh ấy. Vậy mà cậu cũng tin được à? Đang lo học còn không xong đây mà chồng con cái gì chứ? Ừ thì biết đâu được. Vậy tớ mới phải hỏi lại cậu đây này. Nghe nói cậu sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, có thật không đấy? Cậu lại nghe tin vịt ở đâu ra thế? Thì anh trai cậu nói vậy mà. Anh ấy nói cậu sắp lấy chồng rồi. Chồng của cậu chính là bạn thân học cùng lớp anh ấy. Vậy mà cậu cũng tin được à? Đang lo học còn không xong đây mà chồng con cái gì chứ? Ừ thì biết đâu được. Vậy tớ mới phải hỏi lại cậu đây này.
Dạ sếp sắp đi công tác 3 ngày phải không ạ? Ừ, sáng sớm ngày kia chị bay, vé đã đặt xong hết rồi. Vậy lần này sếp sẽ đi công tác ở đâu đó? Công ty mình sắp hợp tác với công ty trụ sở bên Thụy Sĩ, nên lần này chị phải qua đó để công tác. Công việc ở công ty trông cậy vào em đấy. Dạ, sếp cứ yên tâm công tác ạ. Em sẽ thay mặt sếp quản lý công ty thật tốt ạ. Chị tin tưởng em đấy. Dạ, sếp sắp đi công tác 3 ngày phải không ạ? Ừ, sáng sớm ngày kia chị bay, vé đã đặt xong hết rồi. Vậy lần này sếp sẽ đi công tác ở đâu đấy? Công ty mình sắp hợp tác với công ty trụ sở bên Thụy Sĩ, nên lần này chị phải qua đó để công tác. Công việc ở công ty trông cậy vào em đấy. Dạ, sếp cứ yên tâm công tác ạ. Em sẽ thay mặt sếp quản lý công ty thật tốt ạ. Chị tin tưởng em đấy. Dạ sếp sắp đi công tác 3 ngày phải không ạ? Ừ, sáng sớm ngày kia chị bay, vé đã đặt xong hết rồi. Vậy lần này sếp sẽ đi công tác ở đâu đó? Công ty mình sắp hợp tác với công ty trụ sở bên Thụy Sĩ, nên lần này chị phải qua đó để công tác. Công việc ở công ty trông cậy vào em đấy. Dạ, sếp cứ yên tâm công tác ạ. Em sẽ thay mặt sếp quản lý công ty thật tốt ạ. Chị tin tưởng em đấy. Hình như anh sắp đi hẹn hò hả? Vớ vẩn, hẹn hò gì? Anh làm gì có bạn gái mà hẹn hò? Ui trời, anh của em phong độ vậy mà không có bạn gái à? Anh khai thật đi. Anh mày sắp sửa đi phỏng vấn đây này. Thật á? Có công ty gọi anh đi phỏng vấn rồi sao? Tốt quá rồi, chúc mừng anh nhé. Cố lên anh trai. Hình như anh sắp đi hẹn hò hả? Vớ vẩn, hẹn hò gì? Anh làm gì có bạn gái mà hẹn hò? Ui trời, anh của em phong độ vậy mà không có bạn gái à? Anh khai thật đi. Anh mày sắp sửa đi phỏng vấn đây này. Thật á? Có công ty gọi anh đi phỏng vấn rồi sao? Tốt quá rồi, chúc mừng anh nhé. Cố lên anh trai. Hình như anh sắp đi hẹn hò hả? Vớ vẩn, hẹn hò gì? Anh làm gì có bạn gái mà hẹn hò? Ui trời, anh của em phong độ vậy mà không có bạn gái à? Anh khai thật đi. Anh mày sắp sửa đi phỏng vấn đây này. Thật á? Có công ty gọi anh đi phỏng vấn rồi sao? Tốt quá rồi, chúc mừng anh nhé. Cố lên anh trai. Em ơi, cho chị thêm một cốc sinh tố bơ. Dạ, xin lỗi chị, cửa hàng bọn em sắp đóng cửa nên không nhận order nữa. Ơ, vẫn còn sớm mà em, sao cửa hàng mình nghỉ sớm thế? Dạ,
bình thường quán em 9 giờ là phải đóng cửa rồi, mong chị thông cảm ạ. Em ơi, cho chị thêm một cốc sinh tố bơ. Dạ, xin lỗi chị, cửa hàng bọn em sắp đóng cửa nên không nhận order nữa ạ. Ơ, vẫn còn sớm mà em, sao cửa hàng mình nghỉ sớm thế? Dạ, bình thường quán em 9 giờ là phải đóng cửa rồi, mong chị thông cảm ạ. Em ơi, cho chị thêm một cốc sinh tố bơ. Dạ, xin lỗi chị, cửa hàng bọn em sắp đóng cửa nên không nhận order nữa ạ. Ơ, vẫn còn sớm mà em, sao cửa hàng mình nghỉ sớm thế? Dạ, bình thường quán em 9 giờ là phải đóng cửa rồi, mong chị thông cảm ạ. Alo, ông đang ở đâu vậy Hùng? Sao giờ vẫn chưa tới? Mọi người đến hết rồi nè, chỉ còn thiếu mình ông thôi đó. Xin lỗi bà, tại kẹt xe quá, vì đường này mới có tai nạn xong. Nhưng tôi cũng sắp tới rồi, mọi người cứ ăn trước đi là vừa. Dù sao thì ông cũng sắp tới hết rồi, mọi người sẽ đợi ông mà, yên tâm đi. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn mọi người, tôi tới liền mà. Alo, ông đang ở đâu vậy Hùng? Sao giờ vẫn chưa tới? Mọi người đến hết rồi nè, chỉ còn thiếu mình ông thôi đó. Xin lỗi bà, tại kẹt xe quá, vì đường này mới có tai nạn xong. Nhưng tôi cũng sắp tới rồi, mọi người cứ ăn trước đi là vừa. Dù sao thì ông cũng sắp tới rồi, mọi người sẽ đợi ông mà, yên tâm đi. Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người, tôi tới liền mà. Alo, ông đang ở đâu vậy Hùng? Sao giờ vẫn chưa tới? Mọi người đến hết rồi nè, chỉ còn thiếu mình ông thôi đó. Xin lỗi bà, tại kẹt xe quá, vì đường này mới có tai nạn xong. Nhưng tôi cũng sắp tới rồi, mọi người cứ ăn trước đi là vừa. Dù sao thì ông cũng sắp tới hết rồi, mọi người sẽ đợi ông mà, yên tâm đi. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn mọi người, tôi tới liền mà. Nghe nói bà sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, có thiệt không vậy? Bà lại nghe tin dịch ở đâu ra vậy? Thì anh trai bà nói vậy mà, ảnh nói bà sắp lấy chồng rồi. Chồng của bà chính là bạn thân học cùng lớp ảnh, bla bla. Vậy mà bà cũng tin được hả? Đang lo học, còn không xong đây, mà chồng con cái gì? Ừ, sao tôi biết được? Vậy nên tôi mới phải hỏi lại bà đây nè. Nghe nói bà sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, có thiệt không vậy? Bà lại nghe tin dịch ở đâu ra vậy? Thì anh trai bà nói vậy mà, ảnh nói bà sắp lấy chồng rồi. Chồng của bà chính là bạn thân học cùng lớp ảnh, bla bla. Vậy mà bà cũng tin được hả? Đang lo học, còn không xong đây, mà chồng con cái gì? Ừ, sao tôi
biết được. Vậy nên tôi mới phải hỏi lại bà đây nè. Nghe nói bà sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, có thiệt không vậy? Bà lại nghe tin dịch ở đâu ra vậy? Thì anh trai bà nói vậy mà. Ảnh nói bà sắp lấy chồng rồi. Chồng của bà chính là bạn thân cùng lớp ảnh, bla bla. Vậy mà bà cũng tin được hả? Đang lo học, còn không xong đây, mà chồng con cái gì? Sao tôi biết được? Vậy nên tôi mới phải hỏi lại bà đây nè. Dạ, sếp sắp đi công tác 3 ngày phải không ạ? Ừ, sáng sớm ngày kia chị bay, vé đã đặt xong hết rồi. Vậy lần này sếp sẽ đi công tác ở đâu ạ? Công ty mình sắp hợp tác với công ty trụ sở bên Thụy Sĩ, nên lần này chị phải qua đó để công tác. Công việc ở công ty trông cậy vào em hết đó. Dạ, sếp cứ yên tâm công tác ạ. Em sẽ thay mặt sếp quản lý công ty thật tốt ạ. Chị tin tưởng em đó. Dạ, sếp sắp đi công tác 3 ngày phải không ạ? Ừ, sáng sớm ngày kia chị bay, vé đã đặt xong hết rồi. Vậy lần này sếp sẽ đi công tác ở đâu ạ? Công ty mình sắp hợp tác với công ty trụ sở bên Thụy Sĩ, nên lần này chị phải qua đó để công tác. Công việc ở công ty trông cậy vào em hết đó. Dạ, sếp cứ yên tâm công tác ạ. Em sẽ thay mặt sếp quản lý công ty thật tốt ạ. Chị tin tưởng em đó. Dạ, sếp sắp đi công tác 3 ngày phải không ạ? Ừ, sáng sớm ngày kia chị bay, vé đã đặt xong hết rồi. Vậy lần này sếp sẽ đi công tác ở đâu ạ? Công ty mình sắp hợp tác với công ty trụ sở bên Thụy Sĩ, nên lần này chị phải qua đó để công tác. Công việc ở công ty trông cậy vào em hết đó. Dạ, sếp cứ yên tâm công tác ạ. Em sẽ thay mặt sếp quản lý công ty thật tốt ạ. Chị tin tưởng em đó. Bộ anh sắp đi hẹn hò hả? Tào lao, hẹn hò cái gì đâu. Anh làm gì có bạn gái mà hẹn hò. Ui trời, anh của em phong độ vậy mà không có bạn gái sao được. Anh khai thiệt đi. Anh mày sắp đi phỏng vấn đây nè. Thiệt hả? Có công ty gọi anh đi phỏng vấn rồi sao? Tốt quá rồi, chúc mừng anh nha. Cố lên anh trai. Bộ anh sắp đi hẹn hò hả? Tào lao, hẹn hò cái gì đâu. Anh làm gì có bạn gái mà hẹn hò. Ui trời, anh của em phong độ vậy mà không có bạn gái sao được. Anh khai thiệt đi. Anh mày sắp đi phỏng vấn đây nè. Thiệt hả? Có công ty gọi anh đi phỏng vấn rồi sao? Tốt quá rồi, chúc mừng anh nha. Cố lên anh trai. Bộ anh sắp đi hẹn hò hả? Tào lao, hẹn hò cái gì đâu. Anh làm gì có bạn gái mà hẹn hò. Ui trời, anh của em phong độ vậy mà không có bạn gái sao được. Anh khai thiệt đi. Anh mày sắp đi phỏng vấn đây nè. Thiệt hả? Có công ty gọi anh đi phỏng vấn rồi sao? Tốt quá rồi, chúc mừng anh nha. Cố lên anh trai. Em ơi, cho chị thêm một ly sinh tố bơ. Dạ xin lỗi chị,
cửa hàng tụi em sắp đóng cửa nên không nhận order nữa ạ. Ủa, vẫn còn sớm mà em. Sao cửa hàng mình nghỉ bán sớm vậy? Dạ, bình thường quán em 9 giờ là phải đóng cửa rồi, mong chị thông cảm ạ. Em ơi, cho chị thêm một ly sinh tố bơ. Dạ, xin lỗi chị, cửa hàng tụi em sắp đóng cửa nên không nhận order nữa ạ. Ủa, vẫn còn sớm mà em. Sao cửa hàng mình nghỉ bán sớm vậy? Dạ, bình thường quán em 9 giờ là phải đóng cửa rồi, mong chị thông cảm ạ. À, em ơi, cho chị thêm một ly sinh tố bơ. Dạ, xin lỗi chị, cửa hàng tụi em sắp đóng cửa nên không nhận order nữa ạ. Ủa, vẫn còn sớm mà em. Sao cửa hàng mình nghỉ bán sớm vậy? Dạ, bình thường quán em 9 giờ là phải đóng cửa rồi, mong chị thông cảm ạ. À,